Nhằm phát triển mở rộng mạng lưới thu hút thêm hành khách trong và ngoài nước sử dụng dịch vụ xe buýt, qua đó góp phần bảo đảm trật tự và an toàn giao thông cũng như hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, UBND TP Hà Nội vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét thống nhất mở thêm 4 tuyến xe buýt từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài. 4 tuyến xe buýt từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài bao gồm khu đô thị Ocean Park, sân bay Nội Bài, bến xe nước ngầm, sân bay Nội Bài, khu đô thị Spendora, sân bay Nội Bài và khu đô thị Thanh Hà, sân bay Nội Bài. Theo quy định hiện hành, trường hợp tuyến xe buýt có điểm đầu hoặc điểm cuối nằm trong khu vực cảng hàng không, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải trước khi công bố mở tuyến. Nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ 12 giờ trưa ngày 11 tháng 5, thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện giãn cách trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Thành phố Hải Phòng quyết định dừng hoạt động vận chuyển khách bằng đường thủy nội địa giữa Hải Phòng với các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương. Các bến phà, bến khách ngang sông, bến đò trong địa bàn thành phố chỉ được chở không quá 50% số người cho phép, đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng chỉ được chở không quá 50% số người cho phép trong cùng một thời điểm và không vượt quá 20 người trên phương tiện, bố trí hành khách ngồi giãn cách. Giảm 50% số lượng phương tiện đang hoạt động đối với vận tải hành khách bằng xe taxi. Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa phải bố trí nơi ở tập trung cho lái xe, phụ xe và đăng ký với chính quyền địa phương để quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng vừa ban hành quyết định các điểm dừng trả khách và hàng hóa của các phương tiện vận tải từ các địa phương có dịch COVID-19 đến địa bàn Quảng Nam. 7 địa điểm được dừng trả khách gồm 4 điểm dừng trả khách trên quốc lộ 1A và 3 điểm dừng trả khách trên quốc lộ 40B đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Quảng Nam cũng quy định các phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa thuộc các địa phương có dịch bệnh COVID-19 không trả khách hàng hóa tại Quảng Nam thì di chuyển trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Đồng thời, phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các địa phương đang có dịch bệnh COVID-19 đến Quảng Nam phải tuân thủ nghiêm các quy định về hướng dẫn phòng chống dịch.